Xin chào các bác, chào mừng các bạn đến với số bên câu Nhật bãi của em. Chúc các người mới thật là tốt lành. Hôm nay em lại tiếp tục lên cho bác một lô cần nữa nhá. Ở lô cần ngay thì toàn bộ cần gần như là cần tuyển chọn các nhá. Cần này cần rất là đẹp. Những chiếc cần này là những chiếc cần còn lại của những chiếc lô cần hôm trước. Đây là toàn bộ cần đẹp thôi. Ở shop em có cái rất là hay, những cái dòng cần mà giá tầm trung giá rẻ thì rất nhanh. Những chiếc cần hàng hệ mà giá đẹp ấy thì lại so lại. Bác nhìn xem toàn bộ hàng đều là hàng đẹp hết nhá. Để các bác xem clip của em ngày hôm nay mà ưng nào thì báo cho em nhé. Ở hôm nay thì em sẽ giảm giá cho các bác mỗi cây một chút, tầm 50 ngàn một cây. Đấy thì các bác xem clip của em ngày hôm nay ưng nào thì báo cho em. Số điện thoại cho hàng của em là 0326 267 369. Em để trên góc hình nhá. Các bác ưng là các bác báo cho em. Ở hiện tại bây giờ thì thời tiết đang lạnh nên là em đang bị ngạt mũi nên là cái từ ngữ nói ra nó sẽ hơi khó nghe một xíu nhá, thì các bác thông cảm. Ok, đầu tiên em sẽ vào chiếc cần mã số 1 của ngày hôm nay. Ở đây là một chiếc cần Spin Power, vừa rồi em lấy được khoảng gần chục cây thì hiện tại bây giờ đang là cây cuối các bác nhé. Hết. Ở đây là chiếc cần Spin dài 4m50, cứng DX. Đấy, con này là ngoại hình còn rất là đẹp các bác nhé. Còn dưới bóng bọc đít này, chưa bóc nhá, chưa thèm bóc luôn. Đấy, các bác bóc ra thì gần như là còn khá đẹp. Cần này chính xác là cần dùng rồi nhưng mà ngoại hình còn rất là đẹp các bác nhé. Anh nhìn ngoại hình này, rất đẹp luôn. Đấy, cần này là cần tuyển chọn nên là rất là đẹp. Sẽ được trang bị định vị lõng, định vị khuyên, full zin, không nói làm gì, đẹp long lanh luôn. Một chiếc cần 4m50 của Spin Power, một chiếc cần dòng top đầu của Shimano, được trang bị bát là bát titan các nhá, titanium, khuyên trắng loại xước xích, 4m50 DX, cân nặng này. Bốn trăm tám mươi gram. Con này bình thường thì em sẽ bán với giá là ngọn 2.37 ly các nhé, giá là 4,5 triệu. Hôm nay còn cây cuối sẽ giảm cho bác một chút xíu để cho các bác chơi. 4.400.000 mã số 1 nhá. Mã số 2 sẽ làm chiếc cần Spin nữa. Cây này với cả cây kia là cùng một chủ sở hữu nhá. Nhưng con này nó là EX nhá, nó mềm hơn một chút. Con này là 25, con kia là 27 các nhá. Bát titan, khoen Fuji như nhau, ngoại hình như nhau. Ngoại hình hai con đều đẹp nhá. Này, phôi này. Đều đẹp các nhá. Đấy, phôi đều đẹp cả. Định vị lóng, định vị khuyên, zin hết, không lỗi làm gì các bác. Đấy, con này thì em bạn khá nhiều rồi. Con này em lấy các bác là 3,9 triệu nhá. Đấy, hết hai cây hàng VIP, cân nặng này. 4 ngọn 2.3 ly và 4 ly 400 gram có nhá. Con này khá nhẹ. Đấy. Con này giá mới bác biết rồi, nó rơi khoảng tầm 8-9 triệu, 10 triệu thôi. Cái số 3 này. Cái số 3 này hôm trước là long vòng là cô bác chốt rồi, xem là để lại. Cô lúc khách sau chốt thì lại bảo khách kia chốt rồi xong lại không lấy, nhưng là vẫn còn có nhá. Một chiếc cần sút mắm tôm. Con này là đít được người chủ sở hữu người ta quấn thun nhiệt các nhá, chống xước. Một chiếc cần 4m25, cứng CX của sút Nidder. Bản sút Nidder mắm tôm được sản xuất tại Nhật. Con này được trang bị được phôi hai da toàn thân các này. Coi cái vân vân này này là nó xoắn vòng quanh nó nhá, nó phủ sơn rồi nó nhìn không rõ thôi. Còn bên trong nó sẽ là vân hai da. Đấy. Hai con Spin kia cũng vân hai da toàn thân. Mắm tôm cũng hai da toàn thân, sút Nidder khuyên trắng cũng xoắn hai da toàn thân các nhá. Và nhìn cái gân gân nó nổi này. XX nha, hình ô vuông ấy. Ngọn thì được trang bị hai da toàn thân ngọn cộng định vị khuyên. Định vị lóng luôn. Con này thì full chức năng có nhá, ngoại hình còn đẹp. Cân nặng này. 440 g. 2.58 ly có giá là 3.200.000, mã số 3. Mã số 4 này. Thì các bác làm thích đánh cứng thì đánh con số 4 lại ngon này. Số 4 này sẽ làm chiếc cần sút 4m25 cứng 33, một chiếc cần của Daiwa sản xuất tại Chila, xuất Nhật. Bản này tôi gọi là sút đen các nhá. Chính xác con sút đen này giá mới thì nó không đắt đâu, nó chỉ khoảng tầm 3 triệu một cây thôi. Nhưng mà con này thì được cái là ngoại hình nó cũng như mới. Giá cả thì hợp lý. Phôi này rất dày cơ nhá. Phôi rất đẹp luôn.
Con này thì có một vết xước duy nhất ở trên cái lóng đầu tiên này này. Đấy, còn toàn bộ còn lại thì rất là đẹp. Không vết xước đấy coi như là mới luôn. Trang bị khuyên bát đều là Fuji, có định vị khuyên các nhá. Đấy, mã số 4 này. 500 g, con này phôi cực kỳ dày các nhá. Gọn là 2.74 ly. Có giá là 2.150.000, con này bớt bác 50. Đấy, còn các bác làm thích đánh hàng thông số hiếm có đánh con này. Con này là con số 5. Số 5 đây là một chiếc cần sút spin nhá. Con này là cũng một chiếc cần sút, nó tương đương cả sút leader nhưng nó rẻ hơn một chút xíu vì con này là sản xuất tại Hàn Quốc. Chiều dài là 3m6, cứng 20. Cứng 20 này nó sẽ tương đương là EFG. Con này tương đương cả GX cơ nhá, của Shimano. À, con này sản xuất tại Hàn Quốc nên thông số nó chuyển sang số, chứ bình thường con này sẽ là GX 36 cứng GX cơ nhá. Sút spin. Được trang bị bát là bát Stylit. Khuyên Fuji, có định vị khuyên cho bác. Con này cho các bác đánh đầu cần này, cú ngâm này, lăng xê này. Con này thì cực kỳ ngon nhé, thông số thuộc là thông số hiếm, sút một con cần sút lỡ. Cân nặng 240 g. Gọn 2.32 ly các nhá. Con này hôm nay bán 1 triệu tư này. À, cái bản này nó không có mấy ấy. Rồi tiếp tục sang con số 6 này. Số 6 này là một chiếc cần lua 3 khúc nhá. Con này thì có clip ngày hôm qua. Hôm kia còn sót vài cây đẹp. Cứ cái đẹp là còn lại, số em rất là lạ. Những cái đẹp thì bao giờ giá nó cũng sẽ mặn hơn, nhỉnh hơn một chút so với cả dòng cần xấu hoặc lỗi. Thì nó đẹp thì chắc chắn giá nó sẽ cao rồi. Đây là một chiếc cần lua 3 khúc nhá, để cho bác câu ngâm được này, câu chép này, câu lua này, lăng xê nhẹ này, đều đánh được các nhá. 3 khúc, một chiếc cần của Daiwa, bát đúc, được trang bị dàn khuyên, khuyên Fuji nội xuất xích, được sản xuất tại Đài Loan. Con này thuộc dòng đời cao nhá, một dòng Phantom. Cực kỳ đẹp, dài 3m6, cứng MH. Ở tải mồi ở đây ghi là tối đa được 50 g cho bác nhá. Cước là tối đa là 25 lb. Cân nặng là 320 g, cũng khá nhẹ. Gọn là 2.34 ly. Con này lấy các bác là 1.4 triệu. Mã số 6 nha. Đây mã số 7. Hàng đẹp nguyên bao nguyên kiện. Vì những chiếc cần Nhật này thì khi mà các bác mua qua shop của em hoặc mua qua những anh em bán hàng bãi ấy, thì giá đã rẻ đi rất là nhiều cơ nhá. Đây, những chiếc cần này chưa dùng còn nguyên bao, nguyên hộp. Đấy, nguyên zin tất 100%. Giá mới khoảng tầm gần 5 triệu một cây. Đấy, những chiếc cần Daiwa Wicker mà Vân này thì các bác mua quá nhiều rồi. Bình thường mà em bán thì chỉ rơi khoảng tầm 1,2 triệu đến 1,5 triệu tùy cây. 54 đấy, còn 63 này sẽ đắt hơn một chút xíu. Đấy, nguyên bao nguyên kiện nhá, để bác sưu tầm con này rất là đẹp luôn. Chất liệu carbon là 99% là carbon, còn 1% là tạp chất, gọi là chất liệu khác đi cho nó dễ, cho nó hoành tráng cái tạp chất nghe nó hơi buồn. Đấy nhá, mới zin đét này đẹp, bao đai qua còn zin 6m3 đột 1, zin hết không phải soi. Quan trọng bác thích thúng số rồi, còn cần thì không phải soi một tí nào luôn, mới không tí vết. Cũng lâu lắm em gặp được chiếc cần mới kiểu dạng này. Lắp chụp của dòng này là những lắp chụp zin đấy các bác nhá, không phải lắp chụp có dây đâu. Bản này là bản sản xuất cũng khá là lâu rồi đấy, nhưng mà rất nhiều nha vẫn đang chuộng loại này vì nó quá đẹp. Thông số này, dài 6m3 này, thu gọn 103 cm này, ngọn là 0.8 này, gốc là 22.0 này, 7 lóng các bác nhá, nặng là 260 g, có độ cứng ở đây ghi tương đương tầm 3H. Đợt 1 6m3 tầm 3H là chuẩn xác các bác nhá. Con này ngày hôm nay lấy các bác là 1.600.000. Đấy, giảm rồi các bác nhá. Còn không, con này em để sưu tầm hàng hiếm, phải nói là hiếm thật. Còn bao còn hộp zin này là khá là ít nhá. Tiếp theo sang con số 8. Số 8 cũng làm trước cần Daiwa nữa, cũng dòng Wicker, cũng có hộp có bao zin hết, nhưng mà dòng này nó là dòng khác. Dòng này sẽ không chất bằng cái dòng kia. Đời mới hơn nhưng mà lại không chất lượng bằng, nhìn không đẹp bằng. 5m3, đọt số 1, mới tinh. Không xước xác một tí đi là còn nguyên bao nguyên hộp. Đấy, vân bên trong sẽ là vân hai da như này. Ở con này vân hai da sẽ nó có hai lóng thôi, hai lóng hai da, còn ba lóng là đen. Đấy, lóng thứ ba đen này đấy.
Dòng này thì bán nhiều rồi, các bác là một chuyên nghiệp rồi thì các bác sẽ nhìn qua là các bác biết ngay. Đấy, con này cũng mới tinh nhá, không soi nữa. Con này được sản xuất tại Đài Loan. Ở bản màu cái dọc này này, nó là màu đen đấy, thì nó sẽ là của Nhật. Còn Đài Loan nó sẽ là màu hơi xám xám một chút. Chưa dùng nhá, cần chưa xuống nước. Đấy, nếu mà cần này xuống nước rồi thì nhiều khi nó chỉ đến 1 triệu thôi là tối đa. Nhưng con này còn bao còn hộp chưa dùng thì nó sẽ đắt hơn một chút xíu. Thì bác nào thích kỹ tính mà hoàn hảo anh đánh con này. Con này giá mới cũng 4 triệu thôi nhá. Dài là 5m3. Thu gọn 116 cm, gồm 5 ống, nặng 185 g, ngọn là 0.7, gốc 22.0. Độ cứng ở đây cũng ghi đến 3H các nhá, từ 1 đến 3H đúng rồi, đợt 1 thì thế đây. Giá là 1.150.000 là số 8. Mã số 9 này. Mã số 9 là một chiếc cần của Daiwa nhá. Con này có bao. Đây là một chiếc cần dây trong. Đây là một chiếc cần dây trong Made in Japan có nhá, một chiếc cần thuộc dòng đời cao, bát đúc, quá đẹp. Màu sẽ là màu lâu, lâu vàng, kiểu dạng kim loại đánh bóng ấy, nhìn rất là đẹp. Con này thì có xước có nhá, khoe dẫn cước nó xước xích. Đầu bu là đầu bu nhựa, nó xước xích. Cần thì siêu nhẹ các nhá. Bên trong thì đẹp, bên ngoài thì hơi xước nhẹ một chút xíu. Con này hôm nay lấy bác giá mềm này, bình thường những con dây trong này nó đắt hơn con này nhiều luôn đó nhá. Cái cần 5 triệu này thua xa cái cần này nếu mà giá mới. Nhưng cái dòng này thì ở Việt Nam mình nó không chuộng, cho nên là giá nó sẽ mềm hơn. Còn nếu mua lẻ ở Nhật thì đắt lắm, con này nó đi theo lô nó sẽ khá là rẻ, cân nặng này. Con này nặng có 200 g nhá, rất nhẹ nhá. Ngọn 2.8 ly. Cái bao cuối cùng để đây cho nó đẹp mắt. Mã này mã số 9 nha. 9 này các bác là 1.2 triệu. Con này hơi xước, con này đẹp thì em lấy 1.5 triệu nhưng mà nó hơi xước nên sẽ giá cái mềm lên tí. Rồi sang cây số 10. Số 10 cũng làm trước cần VIP có nhá. Cần này là thuộc dòng cực kỳ hiếm, gần như là không kiếm nổi có nhá. Con này cần mới nó hơn 7 triệu. Đây là một chiếc cần 5m3 đọt 5, dành cho các bác nào mà đánh ISO cứng. Một chiếc cần Made in Japan nhá. Bản này thì phôi cực kỳ ngon, khẳng định các bác phôi này rất ngon luôn. Đây là một chiếc cần bát đúc này của Daiwa này. Vân sẽ là vân hai da caro kiểu này các nhá. À, con này thì vân nó sẽ không sặc sỡ, nhưng mà phôi cực kỳ tốt. Dàn khuyên là Fuji nó xước xích cơ nhá. Dàn khuyên thì hơi bẩn một xíu, các bác về các bác chịu khó lau chùi đi nhá, vì nhiều cái để lâu ngày ấy, nó cũng bám muối bám bẩn vào. Vân con này thì lóng thứ hai sẽ là lóng màu nhám đấy, nó nhám nhá. Lóng thứ ba loại bóng đấy, lóng thứ tư bóng. Định vị lóng, định vị khuyên phun chức năng luôn. Con này là một chiếc cần của thuộc dòng hàng hệ, phun chức năng có nhá. Một chiếc cần VIP, cân nặng và giá cho bác này 403 g, ngọn 2.18 ly. Con này em lấy bác là 2.2 triệu nhá. Đấy, mã số 10 đợt 5, quá đẹp. Mã số 11 này, 11 chiếc cần này chính xác đây em đăng rồi. Nói chung dòng này cũng không kiếm được nhiều đâu nhá, dòng này cũng khá khó kiếm đấy. Từ lúc em bán hàng đến giờ là lấy được loại này, là con này là con thứ tư, tư thứ năm gì đó. Trước có con cứng 200. Đây là một chiếc cần cầu khá là đa năng nhá, sút cũng được mà ISO cũng được, chính xác nó là dòng ISO. Dài 4,5 m. À đâu, con này ISO thì phải thông số 4, số 5, con này thì nó hơi dị. Câu như ISO luôn. Nhưng mà nó lại thông số nó hơi ghi nó hơi khác, nó dài 4,50 m nhá. Cứng 50 nhá. Cứng 50 này nó tương đương với cái 50 của cần lăng C không nhá, không phải 50 của lục đâu. Nhiều anh em hỏi là ủi cứng 50 mua về đánh lục, nhưng mà đánh lục thì hơi mềm.
Con này sẽ cứng tương đương 50 của lăng C. Một chiếc cần có định vị khuyên cho bác nhé. Khuyên xích phôi cực kỳ đẹp luôn. Con này độ cong, độ lẩy đều tốt. Phải nói là câu ngâm, câu lăng C cực ngon. Hoặc các bác câu ISO cũng được. Con này câu ISO nó sẽ tương đương tầm đợt 5 các bác nhé. Gần đợt 5. Ngọn khá to và lẩy. Ngoại hình còn rất sáng và đẹp luôn. Cân nặng và giá cho bác con này này. 430g. Con này em chưa cần sản xuất tại Hàn Quốc nhé. Của Shimano, ngọn 2.15 ly. Giá là 1.500.000. Mã 11. Mã 12 này. 12 sẽ làm chiếc cần của Daiko. Dài 5m3, đọt số 3, bát đúc các bác nhá. Con này rất nhẹ. 5m3 mà có 235 g là nhẹ các bác nhá. Đọt 3 thường thường nó khá là nặng. Khoen bát Fuji. Ngoại hình còn đẹp các bác nhá. Con này ngoại hình rất đẹp luôn. Con Daiko này đời thì nó sẽ không quá cao, nhưng mà phôi Daiko thì các bác biết rồi. Con này phôi cực kỳ lẩy luôn và rất là đẹp. Đấy, cân nặng và giá cho bác này. 240g. 1.5 ly. Con này các bác là 1.500.000 này, con em giảm giá cho bác nhá, mã 12. Mã 13, đây con 13 là trời cao hơn kia nhá, cũng Daiko. Cũng ISO khuyên bé nhưng mà cái bản này sẽ cao hơn bản kia. Đấy, các bác nhìn cũng vẫn đẹp hơn đúng không? Logo này 5m3, đọt 1.5. Một chiếc cần Daiko, hàng đẹp. Khuyên Fuji nó xuất xích nhá. Phôi đẹp long lanh. Mã 13, cân nặng này. 220g. Các bác thấy không? Con này đọt 1.5 mà 220g nhé. Con kia là đọt 3 mới có 240 mấy gram nhé. Rất là nhẹ. Con này giá là 1.500.000 mã 13. Mã 14 ở đây. Các bác nào mà thích cao cấp hơn một chút nữa đánh con này. Con này thì được trang bị khuyên nhựa nhé. Cực kỳ nhẹ luôn. Một chiếc cần Daiwa. Sản xuất tại Nhật Bản. Made in Japan. Dài 5m3 đọt 1. Bát đúc. Đề ba là khuyên chạy nhá, có định vị lóng. Định vị khuyên luôn. Phun chức năng, đầu bu sẽ là đầu bu nhựa là xuất xích. Đầu bu nhựa này sẽ tạo cho cái cần có độ lẩy đầu cần cao hơn so với cả khuyên sắt vì khuyên sắt nó hơi nặng. Cân nặng này 180g, quá nhẹ các bác nhá. Gọi là 0.94 ly. Còn này bán là 1.6 này. Mã 16. Đấy, hàng đẹp. Nói chung hàng đẹp thì giá nó cao nên các bác như nào thì báo nhá, còn các bác nó thích rẻ thì lại ok, em sẽ có nhiều clip khác nhau cho các bác chơi. Rẻ có, đắt có đâu. Mã 13 thì mã 14 thì sao đến mã 16 được. Mã 14 nhá. Nhầm thì chết dở đấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 rồi, con này mã thứ 15 này. 15 hôm trước về được 4 cây như này, bán được 2 rồi các bác nhá. Hôm nay còn đâu? Bán được 3 chứ nhỉ. Hôm nay còn cây nữa nhầm. Tưởng bán được 2, cây này là cây đợt 2, cây này cây đợt 3, khác nhau. 5m4 đợt số 3, một chiếc cần ISO của dòng LFT. Con này được trang bị bộ phôi mới tinh. Bình thường nó có xước thì nó sẽ rẻ hơn nhưng con này có thể nói là nó không xước một tí nào luôn các nhá. Gần như là mới zin luôn. Một chiếc cần ISO 5m3 đợt số 3 của LFT bản này thì khuyên nó sẽ là khuyên trắng thôi. Nhưng mà phôi và mọi thứ rất là đẹp các nhá. Đáng các bác để sưu tầm, độ mới thì con này gần như là 99%. Rất là đẹp các nhá. Cân nặng và giá con này cho bác này. Cân nặng là 285g. 1.45 ly. Mã này mã thứ 15 có giá là 1.250k mã số 15. Hàng đẹp nhá. Hàng con 16 này. 16 sẽ làm chiếc cần của bản Ola Plus nhá, một chiếc cần của LFT. LFT bản này mới ra, giá mới rất đắt. Cũng rất là ít gặp, nhưng mà giá lại không đắt. Em không biết lý do tại sao, vì thường thường em đăng cái dòng này thì lại đi rất là chậm. Đây là chia sẻ thật, tại vì em bán nhiều em biết mà. Còn để mà nhìn ngoại hình dòng này, nó dòng đời mới, nhìn rất là đẹp. Dòng này thì đang có cái mấy cây lăng C ấy, dài 3m3, cứng 50-80 thì đắt. Giá mới 5-6 triệu anh em săn. Mà dòng này thì lại bình thường. Thêm 7 thứ. Dòng này LFT thì nó sẽ
Thiên về cái thân nhỏ các nhá. Con này dòng thân nhỏ thôi, nó không phải thân to. Bác nào thích đánh thân nhỏ gọn gọn ấy thì vào đánh con này. Độ lẩy cực kỳ tốt cơm nhé. Dòng này dòng đời mới như là toàn bộ những ưu điểm đều có trong cần này hết nhé. 5m3 rồi 1.5 này, bát đúc này, khoen xích này. Đít sẽ là đít vuông thôi nhé. Đít vuông, vân hai da, cân nặng này 220g, 0.95 ly cực kỳ lẩy cơ nhé. 1.500.000, 16, 17, 17, 17 sẽ làm chiếc cần ruby. Con này nó thuộc cần thuộc bản bản cổ nhá, chứ không phải bản đời mới đâu. Nhưng mà sưu tầm đẹp, nó có một cái bộ vân rất là tốt các bác nhá. Chất liệu carbon là Graphite. Graphite là một bản carbon cao cấp các bác nhá. Chuyên sản xuất cho Lua. Lua Graphite gặp nhiều. Đây cái vân này thì nó sẽ có cái vân hai da dọc dọc đen, nhìn rõ không? Đấy, nó giống con LFT luôn. Là tiện có mấy cái bản cổ này. Con này gần như là mới đó nhá, ngoại hình đẹp. Khoen bát Fuji xích hết. Nhầm, khoen Fuji xích, còn bát là bát Fuji. Đấy, con này nó dài 5m4. Ở độ cứng con này nó tương đương đọt 1.5 cơ nhá, 1.5 thân to, nặng là 250g. Ngọn là 0.85 ly, lấy các bác là 900k này, hôm nay giảm giá này. Đấy, mã thứ 17. 18. À 18 con này thì em bán nhiều nhá, 54 đợt 2. LFT. Đấy, có nhìn phone kia phone này khác nhau không? Con này thì vôi có bẩn nhá, con này có dùng qua rồi. Còn phone con LFT kia thì nó mới tinh không một vết xước luôn, không hạt bụi luôn. Con này cũng zin hết nhá, nhưng con này thì giá nó mềm hơn nhá, con này có 900k thôi, mã thứ 18 đợt 2. Đợt 1 thì rẻ 220g, 1.3 ly cơ nhé. Mã thứ 18 900k. Mã thứ 19, 19 sẽ là chiếc cần 4m50. Một chiếc cần Shimano, sản xuất tại China, xuất Nhật, bản Holiday ISO nhé. 4m50, đọt 1.5, được trang bị bát là bát Fuji, khuyên là khuyên Fuji. Bản này phôi bên trong sẽ màu nhám nhá. Bản này thì em bán khá là nhiều rồi. Một chiếc cần ISO 4m50, đọt 1.5, 750k nhá, mã thứ 19, cân nặng này 140g, 1.28 ly, mã thứ 19. Mã thứ 20, 20 sẽ là chiếc cần Shimano, chất liệu là carbon 2PUX, dài là 6,3 các bác nhá. Con này tương đương đọt 1.5. Một chiếc cần được sản xuất tại Nhật. Bản này thì bản cũng khá cổ nhá. Nhưng mà bộ phôi thì mới, gần như là mới nguyên, không xước gì các bác nhá. Coi rõ này. Đấy, xoay gần tí tìm không nổi lên một tí xước nào thì bác cứ nộp mới cỡ nào. Con này đầu bu bị thay rồi các bác nhá. Xin con này bán cho bác bộ phôi đấy. Đẹp, để các bác hạ tay cũng ngon luôn, hạ tay câu chấp dịch vụ con này ngon này, cân nặng này 285g, 1.4 ly và có giá là 1 triệu tròn nhá. Mã 20, 21, 21 sẽ là một chiếc cần thuộc dòng hiếm nhá. 5m4, đọt số 6, một chiếc chân của Shimano, được sản xuất tại Nhật, chất liệu carbon là 2PUX cấp nhá. Vân nó nhìn khủng khiếp luôn con này. Các bác nào thích đánh cứng, siêu cứng mà đánh con này. Con này em nghĩ nó phải tầm 10H đấy. Bánh chấm đen. Hoặc các bác nào thích đi câu ISO cũng ok luôn. Zin hết cấp nhá. Ngọn là ngọn vân vải chuẩn của Shimano luôn. Shimano mới đai qua. Đấy, con này thì được trang bị khuyên Fuji, đầu bu được thay thành bu xích nhá. Đấy, cao cấp hơn. Cân nặng của giá cho con này thì khá nặng nhá. Nặng là 550g đấy. Đọt 6 thì không con nào nhẹ cả. Gọi là 1.9 ly. Con này hôm nay với bác là 1.600k nhá, mã 21. Ở đây. Con 22 ngày hôm nay khoe các bác một tí. Ở đây là một chiếc cần dài 2m4, cứng 20.
một chiếc cần của LT nhá, được trang bị bát là bát Stylit, khuyên là khuyên Fuji, ở đầu bu là được thay đầu bu gold vào các nhá, vân hai da toàn thân lên tận ngọn luôn. Con này hôm qua chính tay em lắp một chiếc máy 4000 của Shimano dòng Lavi vào, em có miếng giò bằng hai khúc này, em cắt làm bốn. Hôm qua một chiếc cần này xử hai con cá chim, phải nói cá chim bo phê thật, à nó có bèo nó khá là khó bo nhá, một con chim 4 cân và một con chim 6 cân rưỡi, một chiếc cần nhỏ nhỏ này bo phải nói là bá đạo luôn. Cái còn vướng bèo ấy, nếu không vướng bèo thì cái cần này phải bo cá chục cân, nhỏ nhỏ nên mà bo máy rất sướng đó nhá. Đấy, con này thì phải nói là được hàng nhá, khá đỏ, khai cần luôn, hôm qua em mang test nghịch tí, nặng là có 99 gram có nhá. Hôm qua giật con cá chim trắng 6 cân rưỡi. Ở quê mà kiếm con chim tầm đấy là đã khá phê rồi nhá. 24 cứng 20. Đấy, một chiếc cần bản để bác về các lua được nhá, lua được, năng xê được, ngâm được. Đấy. Con này các bác 1 triệu tròn. 22, khá hiếm. 23. 23 con này em đăng rồi nhá, 5m3 đọt số 4, một chiếc cần của Daiwa. Đấy, được sản xuất tại Nhật. Chất liệu carbon là mono carbon, phôi bên trong còn rất sáng các nhé, rất là sáng luôn. Con này nếu mà đẹp em sẽ bán khoảng tầm 1 triệu, hơn 1 triệu một xíu, nhưng con nó đang bị lỗi mất hai khuyên các nhé, hai khuyên đang bị nứt này, xin nhiên là hôm nay bán cho bác giá mềm nhé, để cho bác về bác sửa chữa gì thì sửa chữa này quá đơn giản luôn. 800k mã 23, cân nặng này 400g có nhé, 1.98 ly mã số 23. 24 cũng làm chiếc cần nổi các nhá. Đây là một chiếc cần bác nào mà đánh nục và đánh con này là ngon này, một chiếc cần của Daiwa, dòng sút đỏ, dòng này cực cực cứng luôn. Dài 4m05, cứng 27. Bát là bát Stylit, khuyên là khuyên Fuji. Con này khuyên đề ba đang bị gãy các nhá, nhưng được giảm giá. Phôi sáng đẹp, định vị khuyên đầy đủ. Mã 24 cân nặng này. 380 g. Khá nhẹ các nhá. Ngọn 1.34 ly. Con này các bác là 1.3 triệu, hôm nay giảm giá hết cỡ là cho bác chơi đấy. Chơi là thua đấy. 25. Không để mai kia em lấy mấy cái bát em thay vô, em lười thay quá. Mã 15 này làm chiếc cần 6m3, zoom 7m2. Một chiếc cần tay chậm máy của Daiwa, được trang bị bát là bát Titan. Khuyên là khuyên Fuji. Dòng khuyên này thì cần này em trước em có báo rồi, phôi rất đẹp các nhá. Phôi sáng đẹp. Đấy, phôi vân hai da nhá, gần như là gần hết. Hai lóng trên ngọn sẽ là carbon xoắn vòng. Rồi con này em bán cho bác bộ phôi nhá, còn dàn khuyên này thì chính xác là cái chủ sở hữu người ta là người ta có đóng khuyên Fuji, cái loại Fuji Iso vào rồi ấy, em tháo nó ra. Nó là cần chợ máy mà. Đấy, về các bác phải quấn lại đầu cho đẹp nhá, nếu mà muốn hạ tay. Rồi con này ngày hôm nay các bác là 1 triệu 3 này, giảm cho bác một chút xíu để cho bác phải hạ tay nhá, 7m2 đấy, 7m3 đấy các bạn. Cân nặng này 305 ly gam, ngọn 1 ly. Mã 26 này. 26 sẽ làm chiếc cần ISO dây trong, dài 5m3, đoạt 1.5, một chiếc cần của Daiwa, được trang bị bát là bát Daiwa, khoen là khoen Fuji nó sứ xám. Đầu bu nhựa nó sứ xám quá nhá. Phôi màu đen. Con này được sản xuất tại Nhật. Đấy, các bác nào thích đánh ISO dây trong thì đánh con này. Đấy, hôm nay bác con này là 750k mã 26 này, giá bác 50, cân nặng 210g. Ngọn là 3 ly các nhá. Mã 26. Mã 27. 27 sẽ làm chiếc cần dài 6m3, đọt là 0.6, một chiếc cần của Shimano. Chất liệu carbon là filer carbon, ngoại hình còn khá đẹp. Sáng. Rồi, vân con này sẽ là vân hai da lên tận trên ngọn các nhá, ngọn cũng hai da luôn, bản này nó thế. Con này thì chính xác ra là bộ khuyên đang bị lộ cộ các nhá, mất một cái đầu bu này, mới cả 2-3 khuyên chạy nên hơi lộ cộ một xíu. Con này bán cho bác bộ phôi nhá, 6m3, đọt 0.6, giá là 900k mã 27, cân nặng là 230g, ngọn là 1 ly nẻ 6. Sao mã 28 này. 28 làm chiếc cần của Pro Mariner, thông số đẹp có nhá, dài 3m, cứng số 3.
một chiếc cần của Pro Mariner. Pro Mariner biết rồi, dòng này thì nó là dòng cần giá rẻ thôi, nhưng mà bộ phôi rất là tốt và bền. Khoen hãng bát hãng, ngoại hình mới tinh. 3 mét đọt số 3 nhá, một chiếc cần ISO cân nặng này. 150 g. Ngoại 1.4 ly, 450 k mã 28. Mã 29 là một chiếc cần cuối cùng của ngày hôm nay. 29 sẽ làm chiếc cần pôn bay, được sản xuất tại Chila, công nghệ này công nghệ Nhật nhá. Trang bị bát là bát Fuji, khuyên là khuyên Fuji. Con này cái đầu bu bị thay rồi coi nhá. Con này hôm qua này có một cây y chang này, nguyên zin hết, giá 600 k. Con ngày hôm nay bị thay mất bu rồi, lấy các bác là 500 k này. Thông số đẹp nhá, 3 mét cứng 20. Đây là chiếc cần khoen lỡ, các bác câu dạng ISO cũng được luôn, ngâm ISO cũng ok luôn. Con này câu khá đa năng nhá. Câu đúng rồi, con này nó chỉ tương đương tầm đợt 3. Đợt 3 của một cần ISO nhá. Đấy, cân nặng này 160 g. Ngọn 1.05 à 1.55 ly. Đấy, mã thứ 29. Hôm nay lên cho bác tổng cộng 29 cây cần. Đấy, cần này thì toàn cần đẹp, các bác xem mà ưng nào thì báo cho em nhá. Hẹn các bác vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.